Luận Đại Trí Độ, quyển 50. Phẩm thứ 20 tiếp theo. Phát thú thập địa hướng đến 10 địa tiếp theo. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát A Trú thất địa chẳng nên chấp 20 pháp? Từ chẳng chấp ngã dẫn đến chẳng chấp giới kiến, Phật dạy: Này Tu Bồ Đề nên biết, nếu Bồ Tát biết rõ ngã, rốt ráo là vô ngã thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp ngã. Nếu Bồ Tát biết rõ chúng sanh rốt ráo là bất khả đắc thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp chúng sanh. Nếu Bồ Tát biết rõ thọ mạng dù dài dù ngắn rốt ráo là bất khả đắc thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp thọ giả. Nếu Bồ Tát biết rõ chúng sanh số dẫn đến tri giả kiến giả đều rốt ráo là bất khả đắc thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp các pháp ấy. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp rốt ráo là bất sanh thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp đoạn kiến. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp rốt ráo là bất sanh nên là chẳng phải thường thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp thường kiến. Nếu Bồ Tát biết rõ các phiền não rốt ráo là không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp các tướng. Nếu Bồ Tát biết rõ các kiến chấp rốt ráo là bất khả đắc thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp tác nhân kiến. Nếu Bồ Tát biết rõ danh sắc là tánh không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp danh sắc. Nếu Bồ Tát biết rõ năm ấm là tánh không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp năm ấm. Nếu Bồ Tát biết rõ 12 nhập là tánh không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp 12 nhập. Nếu Bồ Tát biết rõ 18 giới là tánh không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp 18 giới. Nếu Bồ Tát biết rõ ba cõi là tánh không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp ba cõi. Nếu Bồ Tát biết rõ trú xứ là tánh không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp trú xứ. Nếu Bồ Tát biết rõ sự mong cầu tác nguyện là tánh không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp chỗ mong cầu. Nếu Bồ Tát biết rõ chỗ y xứ là tánh không thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp chỗ y xứ. Nếu Bồ Tát biết rằng mống tâm muốn thấy Phật là chẳng thể thấy Phật thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp y nơi Phật. Nếu Bồ Tát biết rõ pháp chẳng thể thấy được thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp y nơi pháp. Nếu Bồ Tát biết rõ tăng tướng là vô vi chẳng thể nương tựa được thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp y nơi tăng. Nếu Bồ Tát biết rõ tội và vô tội đều là bất khả đắc thì gọi là Bồ Tát chẳng chấp y nơi giới. Như vậy gọi là Bồ Tát trú thất địa, chẳng chấp 20 pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú thất địa? Phải đầy đủ 20 pháp, từ đầy đủ không dẫn đến chẳng nhiễm ái. Phật dạy, này Tu Bồ Đề nên biết, nếu Bồ Tát biết rõ tự tướng của hết thảy pháp là không thì gọi là Bồ Tát đầy đủ không. Nếu Bồ Tát chẳng niệm các pháp tướng thì gọi là Bồ Tát chứng vô tướng. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp là chẳng có chủ tác thì gọi là Bồ Tát biết vô tác. Nếu Bồ Tát đầy đủ 10 thiện nghiệp đạo thì gọi là Bồ Tát đầy đủ 3 phần thanh tịnh. Nếu Bồ Tát đầy đủ từ bi và trí huệ thì gọi là Bồ Tát đầy đủ từ bi tâm đối với hết thảy chúng sanh. Nếu Bồ Tát thanh tịnh đầy đủ Phật độ thì gọi là Bồ Tát chẳng niệm tưởng về hết thảy chúng sanh. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp đều là bất tăng bất giảm thì gọi là Bồ Tát quán hết thảy pháp bình đẳng. Nếu Bồ Tát biết rõ thật tướng các pháp là chẳng thể biết được bất khả tri thì gọi là Bồ Tát vào được thật tướng pháp. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp đều là bất sanh bất diệt thì gọi là Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Nếu Bồ Tát biết rõ danh sắc là bất sanh thì gọi là Bồ Tát được vô sanh trí. Nếu Bồ Tát thường nhất tâm chẳng hành hai tướng, nhị tướng thì gọi là Bồ Tát tuyên thuyết pháp nhất tướng. Nếu Bồ Tát dùng vô phân biệt trí để quán các pháp thì gọi là Bồ Tát phá phân biệt tướng. Nếu Bồ Tát chuyển được vô lượng tưởng thì gọi là Bồ Tát chuyển ức tưởng. Nếu Bồ Tát ở nơi nhị thừa kiến mà chuyển thành đại thừa kiến thì gọi là Bồ Tát chuyển kiến. Nếu Bồ Tát đã đoạn dứt các phiền não thì gọi là Bồ Tát chuyển phiền não. Nếu Bồ Tát được nhất thiết trùng trí thì gọi là Bồ Tát được bình đẳng huệ. Nếu Bồ Tát ở trong ba cõi mà vẫn giữ tâm bất động thì gọi là Bồ Tát dùng huệ điều ý. Nếu Bồ Tát đã điều phục được các căn thì gọi là Bồ Tát được tâm tịch diệt. Nếu Bồ Tát đã được Phật nhãn thì gọi là Bồ Tát đã được vô ngại trí. Nếu Bồ Tát đã xả sạch sáu trần thì gọi là Bồ Tát chẳng còn nhiễm ái trần cảnh. Như vậy, gọi là Bồ Tát trú thất địa đầy đủ 20 pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú bát địa? Phải đầy đủ 5 pháp từ thuận chúng sanh tâm dẫn đến tự trang nghiêm pháp thân.
Phật dạy, này tu Bồ Đề, nên biết, nếu Bồ Tát thường quán nhất tâm, biết rõ tâm và tâm sở của hết thảy chúng sanh, thì gọi là Bồ Tát tùy thuận chúng sanh tâm. Nếu Bồ Tát dùng thần thông từ đi từ Phật quốc này đến Phật quốc khác, mà chẳng khởi tưởng về Phật giới tướng, thì gọi là Bồ Tát du hí thần thông quán các Phật quốc. Nếu Bồ Tát thấy vô lượng Phật quốc mà chẳng khởi tưởng về Phật giới tướng, thì gọi là Bồ Tát tự trú nơi các Phật quốc. Nếu Bồ Tát hiện thân chuyển luân thánh vương đi cùng khắp các Phật quốc nhằm tự trang nghiêm Phật quốc của chính mình, thì gọi là Bồ Tát tự trang nghiêm Phật quốc của mình như các Phật quốc đã được thấy. Nếu Bồ Tát an trú nơi pháp thân thì gọi là Bồ Tát như thật quán pháp thân và tự trang nghiêm pháp thân. Như vậy gọi là Bồ Tát trú bát địa, phải có đầy đủ năm pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú bát địa, nên đầy đủ năm pháp? Tự biết căn tánh cao thấp của chúng sanh, dẫn đến tùy theo căn tánh của chúng sanh mà thị hiện thọ thân. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên biết, nếu Bồ Tát trú trong 10 Phật lực thì gọi là Bồ Tát biết rõ căn tánh cao thấp của chúng sanh. Nếu Bồ Tát đã thanh tịnh chúng sanh tâm thì gọi là Bồ Tát thanh tịnh Phật độ. Nếu Bồ Tát vào tam muội thành tựu các việc mà chẳng sanh tâm chấp, vì biết rõ các pháp tướng đều là không, thì gọi là Bồ Tát nhập như huyễn tam muội. Nếu Bồ Tát được quả báo sanh tam muội thì gọi là Bồ Tát thường nhập vào các tam muội. Nếu Bồ Tát thệ nguyện thành tựu chúng sanh, nguyện sống cùng với chúng sanh để giáo hóa họ, thì gọi là Bồ Tát tùy căn tánh chúng sanh mà thị hiện thọ thân. Như vậy gọi là Bồ Tát trú bát địa, nên đầy đủ năm pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú cửu địa, phải đầy đủ 12 pháp, từ thọ vô biên thế giới dẫn đến thành tựu hết thảy thiện công đức? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên biết, nếu Bồ Tát đem Phật pháp hóa độ chúng sanh khắp 10 phương thế giới thì gọi là Bồ Tát thọ vô biên thế giới. Nếu Bồ Tát đã được đầy đủ 6 pháp ba la mật thì gọi là Bồ Tát được như sở nguyện. Nếu Bồ Tát được biện tài vô ngại thì gọi là Bồ Tát biết được ngôn ngữ của các loài. Nếu Bồ Tát đời đời thường hóa hiện sanh thân thì gọi là Bồ Tát thành tựu sanh thai. Nếu Bồ Tát thường chọn sanh vào gia đình danh giá có đạo hạnh thì gọi là Bồ Tát thành tựu gia đình. Nếu Bồ Tát thường chọn quốc độ để thọ sanh thì gọi là Bồ Tát thành tựu chỗ sanh. Nếu Bồ Tát thường chọn lại dòng họ ở đời quá khứ để thọ sanh thì gọi là Bồ Tát thành tựu dòng họ. Nếu Bồ Tát thường theo các vị đại Bồ Tát để làm quyến thuộc thì gọi là Bồ Tát thành tựu quyến thuộc. Nếu Bồ Tát ngay khi vừa sanh ra đời đã có quang minh tỏa chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới mà chẳng chấp các tướng quang minh đó thì gọi là Bồ Tát thành tựu xuất sanh. Nếu Bồ Tát ngay vừa xuất ra đã có vô lượng chư thiên theo hầu hạ khuyến thỉnh Bồ Tát thành tựu đạo quả để dẫn dắt chúng sanh vào bát thượng đạo thì gọi là Bồ Tát thành tựu xuất gia. Nếu Bồ Tát dùng bảy báu để trang nghiêm thân cảnh lá cây Bồ Đề, khiến cho cây Bồ Đề chiếu quang minh khắp cả 10 phương thế giới thì gọi là Bồ Tát thành tựu Bồ Đề thọ trang nghiêm. Nếu Bồ Tát đã thanh tịnh chúng sanh và thanh tịnh Phật độ thì gọi là Bồ Tát thành tựu viên mãn hết thảy các công đức. Như vậy gọi là Bồ Tát trú cửu địa, đầy đủ 12 pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao nói Bồ Tát Ma Ha Tát trú thập địa là như Phật rồi? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú thập địa dùng đầy đủ các lực phương tiện để hành 6 pháp ba la mật, hành 4 niệm xứ dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, tuần đoạn các tập khí phiền não thẳng tiến lên Phật địa. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát Ma Ha Tát trú thập địa được xem như Phật vậy. Trên đây đã tóm lược quá trình tu tập của Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa phát thú thập địa. Luận hỏi: Trên đây nói rằng Bồ Tát trú thất địa chẳng nên chấp 20 pháp, như vậy đối với các nhân duyên tạo pháp thì Bồ Tát cũng chẳng chấp chăng? Đáp: Hết thảy các pháp hữu vi lần lượt duyên nhau mà thành có nhân có quả. Nếu ở nơi đây mà sanh chấp tâm thủ tướng và sanh kiến giải thì gọi là nhân kiến. Vì sao? Vì ở nơi chẳng có nhân, phi nhân mà chấp là có nhân vậy. Nếu Bồ Tát hành đầy đủ 18 không thì chẳng còn giấy tâm phân biệt nữa. Hơn thế nữa, nếu Bồ Tát hành thêm chúng sanh không và pháp không thì sẽ được đầy đủ không, ở nơi rốt ráo không mà chẳng chấp mới gọi là đầy đủ không. Vì hỏi: Vì sao nói Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không là được đầy đủ không?
Đáp: vì hết thảy các pháp đều là tự tướng không, dẫn đến pháp không cũng là tự tướng không. Bồ Tát trú lục địa dù đã có nhiều phước đức, dù đã được các căn lanh lợi nhưng vẫn còn phân biệt các pháp, như vậy là còn chấp pháp tướng. Vào thất địa Bồ Tát mới liễu đạt được được tự tướng không, tức là được cụ túc không vậy. Đối với chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì hữu vi không, vô vi không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều là cụ túc không cả. Người chứng được vô tướng là vào được Niết Bàn, vào nơi vô tu vô thuyết. Vì sao? Vì có vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn vậy. Người chứng được vô tác, biết rõ hết thảy pháp đều chẳng có chủ tác, dẫn đến ba cõi cũng là như vậy. Người tu đầy đủ 10 thiện nghiệp đạo là được đầy đủ 3 phần thanh tịnh. Nên biết tu 10 thiện nghiệp đạo dẫn đến 3 giải thoát môn. Thế nhưng nếu tu chưa đầy đủ thì chưa hẳn là được cả 3 phần thanh tịnh. Vì sao? Vì có khi thân thanh tịnh mà khẩu chưa thanh tịnh, có khi khẩu thanh tịnh mà ý chưa thanh tịnh. Người thế gian do chưa ly được các chấp nên chẳng có được 3 phần thanh tịnh. Bồ Tát đã hoàn toàn ly các chấp mới được đầy đủ cả 3 phần thanh tịnh. Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh có đầy đủ từ bi và trí bi, lại có đầy đủ cả 3 duyên là duyên chúng sanh, duyên pháp và vô duyên. Vô duyên nói ở đây là vô duyên đại từ bi được đầy đủ các pháp không, dẫn đến vô duyên đại trí bi, biết rõ thật tướng của hết thảy pháp cũng là không. Bồ Tát đã thâm nhập vào thật tướng pháp nên mới phát bi niệm thương hết thảy chúng sanh, ví như người cha quá thương con muốn đem hết cả tài sản của mình cho con, như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh đầy đủ Phật thế giới vậy. Hỏi: nếu Bồ Tát chẳng niệm tưởng chúng sanh thì làm sao có thể tịnh Phật thế giới được? Đáp: vì muốn trang nghiêm Phật quốc mà Bồ Tát dạy chúng sanh trú trong 10 thiện đạo. Làm như vậy tuy đã là trang nghiêm nhưng chưa thật trang nghiêm. Vì sao? Vì giáo hóa chúng sanh mà chẳng chấp chúng sanh tướng thì phước đức mới thật là thanh tịnh, mới được gọi là vô ngại trang nghiêm. Ở đây Phật mật ý nói rằng nếu biết rõ các pháp là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, lại biết rõ các pháp đều bình đẳng, là vào được nơi thật tướng pháp, dẫn đến được vô sanh pháp nhẫn. Được như vậy là tín lẫn đạt đều vô ngại. Nếu biết được danh sắc là bất sanh thì được vô sanh trí. Đây chỉ mới là sơ nhẫn, phải được tế nhẫn mới gọi là được vô sanh pháp nhẫn. Nên biết khi nói danh sắc là bất sanh thì đó là nói về các pháp là nhất tướng, là vô tướng. Bồ Tát biết rõ danh sắc là vô tướng, là tánh không nên chẳng chấp danh sắc. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ năm ấm, 12 nhập, 18 giới đều là lưới ma, chẳng thật có nên dạy chúng sanh phải ly năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Phải thường dùng các pháp nhân duyên mà hành bất nhị pháp mới có thể phá được phân biệt tướng. Vì sao? Vì nói 6 nhập, nhãn dẫn đến ý, 6 ngoại nhập, sắc dẫn đến pháp, đều là chẳng thật có nên 6 thức, nhãn thức dẫn đến ý thức, khởi sanh ra cũng chẳng thật có. Bởi vậy nên nói vô nhãn dẫn đến vô ý, vô sắc dẫn đến vô pháp, vô nhãn thức dẫn đến vô ý thức, vô nhãn giới dẫn đến vô ý thức giới. Lại nữa, Bồ Tát trú trong bất nhị pháp môn, chẳng niệm ước tưởng phá nội tâm phân biệt về các pháp. Bồ Tát thứ lớp chuyển các kiến, trước chuyển biên kiến, tà kiến, sau mới vào đạo, chuyển pháp kiến, niết bàn kiến, vân vân. Bồ Tát biết rõ các pháp đều chẳng có tướng nhất định, nên dùng vô định tướng của các pháp để chuyển tướng niết bàn, tức chuyển nhị thừa thành đại thừa vậy. Bồ Tát có được các phước đức nhân duyên nên diệt trừ được các phiền não, được an ổn hành đạo. Tuy nhiên vẫn còn các vi tế ái kiến, vi tế mạn kiến cần phải dứt trừ. Bởi vậy nên Bồ Tát lại cần phải dùng thật trí huệ để quán thật tướng của các phiền não cũng là vô tướng. Bồ Tát ở tam địa nếu huệ nhiều mà định ít thì chẳng nhiếp được quả vị của địa ấy. Khi vượt khỏi tam địa rồi, nếu định nhiều mà huệ ít thì cũng chẳng vào được Bồ Tát vị, phải được đầy đủ chúng sanh không và pháp không, được định và huệ bình đẳng, mới hy thật được an ổn hành đạo, vào bất thối chuyển địa rồi mới lần lần đến được nhất thiết trùng trí. Ở nơi trí huệ địa vì thương xót chúng sanh, mà Bồ Tát phải tự điều phục tâm ý, phải biết rõ thật tướng pháp, phải chẳng còn chấp ba cõi. Bồ Tát đã tự điều phục tâm ý như vậy rồi, đã được tịch tịnh như vậy rồi, nhưng phải vào thất địa thì tâm ý mới hoàn toàn được tịch tịnh vô ngại. Nên biết nếu đã được bát nhã ba la mật rồi thì dù ở nhị thừa địa Bồ Tát vẫn được dung thông vô ngại, vẫn dìu dắt chúng sanh vào thật tướng pháp, dẫn đến được vô ngại giải thoát.
Hỏi: vì sao nói Bồ Tát trú ở thất địa đã được Phật nhãn? Đáp: Bồ Tát trú ở thất địa do học Phật pháp mà được vô ngại trí, chẳng còn nhiễm trước, nên tự như đã có Phật nhãn. Bồ Tát trú ở thất địa do còn nhục thân nên khi vào thiền định chẳng khỏi chấp tâm, nhưng khi xuất thiền vẫn còn chấp, như thấy người thân thích vẫn còn luyến ái. Phật dạy: khi sáu căn duyên sáu trần, Bồ Tát phải hành xả, chẳng chấp xấu tốt vui buồn, như vậy mới vào được bát địa. Bồ Tát trú bát địa thuận chúng sanh tâm, dùng trí huệ phân biệt quán chúng sanh trong vô lượng a tăng kỳ kiếp, tuy nhiên phải lâu sau mới độ được họ. Bồ Tát quán thấy có chúng sanh phải tu một kiếp đến 10 kiếp mới độ được, có chúng sanh tu một đời đến 2 đời mới độ được, có chúng sanh đã thuần thục, có chúng sanh chưa thuần thục, vân vân. Bởi vậy nên Bồ Tát phải dùng cả ba thừa đạo mới rộng độ được chúng sanh. Ví như vị thầy thuốc giỏi sau khi trần mạch, các bệnh nhân mới phân loại bệnh nặng hay nhẹ, bệnh dễ trị được hay bệnh chẳng có thể chữa trị được, để tùy theo đó mà cho thuốc vậy. Bồ Tát vào thất địa, khi muốn vào Niết Bàn thì được chư Phật ở khắp mười phương gia bị. Còn khi muốn phát nguyện tu hành thì hiển dụng thần thông đi khắp mười phương thế giới để thanh tịnh Phật độ và nghe chư Phật thuyết pháp. Bồ Tát vào bát địa có bảo luân nên đi đâu cũng đều được tự tại vô ngại. Ví như trường hợp Bồ Tát Tự Tại Vương vào thời Phật còn tại thế, đã dùng đạo Bồ Tát thuyết giảng khiến chúng sanh ở khắp mười phương đều được trang nghiêm Phật độ. Bồ Tát trú bát địa thường đem mưa pháp dưới khắp mười phương khiến chúng sanh đều được lợi lạc, lấy tịnh tướng của các quốc độ khác để trang nghiêm quốc độ của mình, lại như thật quán Phật thân là như viễn như hóa. Vì sao? Vì như lời Phật dạy, thấy pháp thân là như thấy Phật. Phật thân là bất khả đắc, pháp thân cũng là bất khả đắc. Cả hai thân đó đều do các duyên hòa hợp mà có và đều là tự tánh không. Bồ Tát phải biết rõ tâm hạnh của chúng sanh, rõ biết chúng sanh lợi căn hay đột căn, có tâm bố thí nhiều hay có trí huệ nhiều, mới có thể tùy duyên mà hóa độ họ được. Bồ Tát thanh tịnh được chúng sanh tâm là đã thanh tịnh Phật độ rồi vậy. Vì sao? Vì thanh tịnh Phật độ có hai pháp, đó là Bồ Tát trí thân là tự tịnh, Bồ Tát tịnh tâm chúng sanh khiến mình và chúng sanh đều được thanh tịnh. Bồ Tát nguyện thanh tịnh Phật độ, nguyện vào như huyễn tam muội, thành tựu các sự việc mà chẳng khởi tâm chấp. Bồ Tát vào tam muội ấy, biến thân khắp mười phương thế giới, hành bố thí ba la mật cùng các ba la mật khác đến với hết thảy chúng sanh, thuyết pháp nhằm phá ba đường ác, giáo hóa chúng sanh, khiến họ an lập được trong ba thừa đạo. Bồ Tát thành tựu các việc lợi ích cho chúng sanh như vậy mà chẳng chấp tâm, chẳng thủ tướng, vì thường hằng ở trong tam muội vậy. Bồ Tát ở trong như viễn tam muội an nhiên thành tựu thọ các thân tùy theo căn tánh của chúng sanh mà thọ thân tương ưng để hóa độ họ. Đây là tướng của Bồ Tát bát địa. Bồ Tát vào cửu địa duyên ba cảnh giới, gồm cảnh giới tịnh, cảnh giới bất tịnh và tạp cảnh giới. Trong cả ba cảnh giới, Bồ Tát đều tùy tâm chúng sanh mà hóa độ nhằm nhiếp thù họ. Ví như mặt trời chiếu sáng, chẳng phải chỉ vì người sáng mắt mà đến cả người đuôi mù cũng đều được lợi lạc. Bồ Tát đến với chúng sanh cũng là như vậy. Hoặc vì đã có sẵn nhân duyên với họ, hoặc muốn tạo nhân duyên để cứu độ họ, dù đến với họ, dù rời xa họ cũng đều là nhân duyên cả. Bồ Tát xem hàng xa thế giới khắp mười phương cũng như một thế giới, nên ở nơi hàng xa Phật giới khắp mười phương vẫn y như nguyện mà độ thoát chúng sanh. Đây là Bồ Tát đầy đủ phước huệ trang nghiêm viên mãn như nguyện. Như lời Phật dạy, đầy đủ sáu pháp ba la mật là đầy đủ trí huệ, đầy đủ trí huệ là đầy đủ phước đức. Do trí huệ và phước đức đều đầy đủ như ý nguyện, nên Bồ Tát biết rõ tâm nguyện của hết thảy chúng sanh. Lại nữa, do có được túc mạng trí thanh tịnh nên Bồ Tát biết rõ chỗ sanh chỗ chết của chúng sanh. Lại nữa, do có được giải thoát danh tự ngữ ngôn tam muội nên Bồ Tát thông đạt được các ngữ ngôn của hết thảy các loài chúng sanh. Lại nữa, do được bốn vô ngại trí nên Bồ Tát thuyết pháp và độ sanh vô ngại. Về sự thị hiện thọ thân của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, có thuyết nói rằng Bồ Tát cưỡi voi sáu ngà từ cung trời Đâu Xuất thị hiện vào thai mẹ. Bồ Tát có như huyễn tam muội, dùng lực tam muội này vào thai mẹ nên có đầy đủ phước đức nhân duyên như khi còn ở trên cung trời Đâu Xuất. Có thuyết nói rằng Bồ Tát ra khỏi thai mẹ có các vị thiên long theo hầu. Bồ Tát từ thai mẹ ra qua ngã hồng bên phải như mặt trời
từ trong đám mây ló dạng ra vậy. Ngay lúc bấy giờ có tiếng xưng tán vang dội giữa hư không khắp cả mười phương rằng ở nước ấy có vị hậu thất Bồ Tát sanh ra, có đầy đủ trí huệ, có đầy đủ thế lực làm lợi ích cho chúng sanh. Có thuyết nói Bồ Tát từ cung trời đâu xuất, quán trong thế gian có dòng họ nào, có gia đình nào, có người nào cao quý đức hạnh thương xót chúng sanh thì thị hiện sanh vào đó. Ví như trong bảy đức Phật kế tiếp ra đời, tính đến đời Đức Thích Ca Mâu Ni, có ba đức Phật thuộc dòng họ Kiều Trần Như, ba đức Phật thuộc dòng họ Ca Diếp và đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc dòng họ Cổ Đàm. Bồ Tát đã được thâm tâm kiên cố, được vô sanh pháp nhẫn nên được khí phần của nhất thiết trùng trí. Bồ Tát thành tựu quyến thuộc gồm toàn người trí, người thiện đã tu tập công đức trong nhiều đời nhiều kiếp. Như trong kinh Bất Khả Tư Nghị có nói, Cù Ti Gia là một đại Bồ Tát và các quyến thuộc của ngài đều là những vị Bồ Tát bất thối truyền. Lại nữa, Bồ Tát có biến hóa lực tam muội nên cũng có các người nam người nữ theo Bồ Tát làm quyến thuộc. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát có rất nhiều thế nữ xinh đẹp ở trong cung làm quyến thuộc của ngài. Một hôm thấy các cung nữ nằm ngủ chẳng khác gì những xác chết, Bồ Tát sanh tâm nhàm chán dục lạc, quyết tâm rời bỏ hoàng cung ra đi tìm đạo giải thoát. Mặc dù có lệnh của vua Tịnh Phạn